Thì các bạn chẳng các bạn đến với channel của mình thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hành việc sử dụng AI tìm kiếm thông tin mọi nhá. Đấy. Thì một tìm kiếm tin về Zoom tín dụng này. Câu hỏi đầu tiên đó chính là GDP này, Việt Nam dự báo năm 2024. Đấy, hỏi xem bao nhiêu. Thì nó trả lời đây chính là từ có chính phủ Việt Nam đấy. Mục tiêu là 6,6 đến 6,5% này, quy nhận quốc tế là 5,8% này, ngân hàng thế giới 5,5% này, ngân hàng phát triển châu Á 6,3%, thấy chưa? Nhìn chung là khoảng từ 5,5% đến 6,5%. Mình hỏi thêm câu nữa nhá, đó chính là Zoom tín dụng, đây, Zoom tín dụng ngân hàng, đây, ngân hàng Việt Nam năm 2024 đấy sẽ thế nào các bạn nhé. Thì sẽ có đây này là khoảng 15%, đấy, khoảng 15%. Cách ví dụ này, ngân hàng nhà nước sẽ chủ động xác định và điều chỉnh lãi suất Zoom tín dụng cho từng ngân hàng, đấy, không cần đợi bản đề nghị cấp từ phía ngân hàng như mọi năm. Đấy, đây là ngân hàng nhà nước chủ động luôn. Mức Zoom tín dụng được cấp mỗi ngân hàng dựa trên mức điểm về tài chính sức khỏe tài chính với ngân hàng của các ngân hàng với 3,5%. Các ngân hàng có điểm thẻ lên cao sẽ được cấp tín dụng cao hơn. Đấy, nói chung là như thế. Đây có dự báo này, hiểu không? Nhu cầu vay vốn có thể tăng trong thời gian tới khi nền kinh tế phục hồi. Đấy, ngân hàng nhà nước có thể điều chỉnh Zoom linh hoạt theo tình hình thực tế của anh nhé. Đấy, nói thêm con nữa nhé, đó chính là top 10 ngân hàng có Zoom tín dụng cao nhất. Đây sẽ là, đây sẽ có đây này là Vietcombank 14%, Vietcombank 13,5%, BIDV 13%, MBank 12,5% này, ACB 12%, đấy vân vân. Đây thêm nhiều nữa này, bây giờ VTBank 10%. Đấy, như vậy hôm nay bạn cùng nhau thực hành việc sử dụng AI tìm thông tin. Nếu bạn hay thì like ký nhá. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye.